Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Khải xin dẫn các em mở bài tập toán lớp 2, sức kết đôi tri thức của cuộc sống nha. Trong lúc xem bài giảng của Khải Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để Khải có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 5 ôn tập phép cộng phép trừ không nhớ trong phạm vi 100. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài tiết số 3. Giờ mình sẽ làm câu số 1 trước. Câu A, mình sẽ tô màu vàng vào những quả sỏi ghi phép tính có cùng kết quả. Như vậy ở đây mình sẽ có 4 quả sỏi tương ứng với 4 phép tính. Mình sẽ xem hai cái quả sỏi nào có cùng một kết quả thì mình sẽ tô màu vàng, đúng không? Giờ như vậy thầy sẽ tính nháp phía dưới này nha. Còn các em mình sẽ đi nháp và mình tính xem hai quả sỏi nào sẽ có cùng kết quả thì mình sẽ tô màu vàng cho hai quả sỏi đó, đúng không? Giờ thầy sẽ tính nháp phía dưới. Còn các em mình sẽ đi nháp cho mình tính, hoặc là các em tính nhầm cũng được, đúng không? Trước hết mình sẽ tính chỗ này 35 cộng 52, đúng không? 35 cộng 52 thì dễ rồi, đúng không? Mình ở đây mình cứ việc lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, hàng chục cộng hàng chục là ra kết quả, đúng không? Như vậy là hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, 5 cộng 2 là 7, đúng không? Hàng chục 3 cộng 2, 3 cộng 5 là 8. Như vậy kết quả là 87, đúng nè. Giờ tiếp theo mình xem phép tính của quả sỏi thứ hai, 79 trừ 6 nha. Giờ mình sẽ lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, hàng chục giữ nguyên. 9 trừ 6 bằng 3. Như vậy kết quả là 73, đúng nè. Tiếp theo là 7 cộng 80. Giờ mình cũng lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, giữ nguyên hàng chục. 7 cộng 0 là 7, 8 giữ nguyên, như kết quả là 87. Tiếp theo là quả sỏi cuối cùng 65 trừ 5. Mình cũng lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, hàng chục giữ nguyên. 5 trừ 5 bằng 0, hàng chục số 6 giữ nguyên, như kết quả là 60. Như vậy là ở đây mình thấy là hai phép tính nào có cùng một kết quả. Mình thấy là ở đây bằng 87 này. Cái này cũng bằng 87. Như vậy mình sẽ tô màu quả sỏi này. Quả tô màu quả sỏi này chính là màu vàng, đúng không? Giờ mình sẽ làm câu B, giờ một chút mình sẽ tô màu chung nhé, cho nó dễ. Giờ như giờ mình xong coi, mình sẽ qua tiếp câu B dưới đây. Giờ câu B thì người ta kêu mình tô màu xanh và quả cam ghi phép tính có kết quả lớn nhất. Như giờ mình cũng thực hiện với 4 phép tính ứng của 4 quả cam. Giờ mình xem là phép tính của quả cam nào có kết quả lớn nhất thì mình sẽ tô màu xanh cho quả cam nào, đúng không? Giờ như vậy mình sẽ tính phép tính này trước, 98 trừ 67. 98 trừ 6 bằng 3 bằng bao nhiêu thì mình cũng tính. Mình lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, hàng chục trừ chục. 8 trừ 3 được 5, quý số này. 9 trừ 6 được 3, như vậy kết quả là 35. Đúng không? Tương tự là 54 cộng cho này. Mình cũng lấy hàng đơn vị cộng hàng đơn vị giữ nguyên hàng chục, đúng không? 4 cộng 5 là 9. Như vậy kết quả là 59. 25 cộng 40. Giờ mình cũng tính nhầm hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, hàng chục cộng hàng chục. 5 cộng 0 là 5, 2 cộng 4 là 6, như vậy kết quả là 65. Tiếp theo 78 trừ 20. Giờ mình cũng lấy hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, hàng chục trừ hàng chục, đúng không? Như vậy là 8 trừ 0 thì bằng 8. 7 trừ 2 bằng 5, như vậy kết quả là 58. Giờ như mình thấy xem 4 kết quả nào sẽ là số lớn nhất, mình thấy là 35 ở đây. 59, 65 và 58 thì rõ ràng là 65 lớn nhất. Nên một chút nữa mình sẽ tô màu xanh cho quả cam này nha. Giờ như vậy là sau khi tính hết thì mình sẽ tô màu xanh cho quả cam này, tô màu vàng cho hai quả sỏi này nha. Giờ hãy mình sẽ bắt đầu tô màu nha. Giờ như vậy là thầy đã tô màu xong nha. Hai quả sỏi này mình sẽ tô màu vàng và quả cam này mình sẽ tô màu xanh, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2 nha. Còn cái phần tính nháp thì mình sẽ xóa đi. Giờ tiếp theo là câu số 2, mình sẽ viết số hết hợp vào chỗ chấm. Như vậy là câu A là 70 cộng cho bao nhiêu sẽ bằng 100.
Như vậy mình thấy là 7 cộng 3 sẽ là 10. Như vậy có nghĩa là 70 cộng 30 sẽ bằng 100. Như vậy chỗ này mình sẽ viết số 30. Giờ tiếp theo là câu B. 100 trừ 60 bằng bao nhiêu? Mình thấy là 10 trừ 6 thì bằng bao nhiêu? 10 trừ 6 bằng 4. Như vậy có nghĩa là 100 trừ 60 sẽ bằng 40. Đúng không? Tiếp theo sẽ là câu C. 90 trừ bao nhiêu sẽ bằng 80? Mình thấy là 9 trừ 1 sẽ bằng 8. Như vậy có nghĩa là 90 trừ 10 sẽ bằng 80. Đúng không? Như vậy chỗ này mình sẽ viết số 10. Giờ tiếp theo là câu D. Bao nhiêu cộng 60 sẽ bằng 100? Như vậy mình thấy là 4 cộng 6 sẽ bằng 10. Như vậy có nghĩa là 40 cộng 60 sẽ bằng 100. Đúng không? Hoặc là các em có thể lấy 100 trừ 60 cũng được. 100 trừ 60 sẽ bằng 40. Đúng không? Như vậy có nghĩa là 40 cộng 60 bằng 100. Giờ như vậy là mình xong câu số 2, mình sẽ qua tiếp câu số 3. Giờ câu số 3 mình sẽ thực hiện phép tính cộng trừ. Giờ mình sẽ điền kết quả qua. Ở đây mình có thấy là có phép cộng phép trừ thì mình cứ nhớ quy tắc là cộng trừ thì mình thực hiện từ trái qua phải. Có nghĩa mà thực hiện phép cộng trước, được kết quả bao nhiêu mình sẽ thực hiện phép trừ, sẽ ra kết quả cuối cùng. Như vậy thầy cũng tính nháp phía dưới được kết quả bao nhiêu thì thầy sẽ ghi lên. Còn các em thì mình sẽ lấy giấy nháp cho mình tính. Đúng không? Như vậy là 25 cộng cho 42 trừ cho 30. Giờ như mình thực hiện phép cộng bên trái trước nhé. Phép trừ này mình sẽ tính sao. 25 cộng 42 thì mình nhớ quy tắc là hàng đơn vị cộng hàng đơn vị, hàng chục cộng hàng chục. 5 cộng 2 là 7, mình sẽ viết số 7. Hàng chục 2 cộng 4 là 6, như kết quả là 67. Giờ trừ 30 mình sẽ viết lại. Giờ đây là phép trừ thì mình cũng nhớ là hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, hàng chục trừ hàng chục. 7 trừ 0 bằng 7, viết số 7. Hàng chục 6 trừ 3 bằng 3, như vậy kết quả là 37. Như vậy là được kết quả sẽ 37, mình sẽ ghi lên đây sẽ là 37. Đúng không? Giờ tương tự mình thực hiện phép tính câu ở câu B. 89 trừ 57 cộng 46 thì mình thấy là có phép chậm. Phép cộng phép trừ khi mình cũng thực hiện từ trái qua phải là được. Như giờ 89 trừ 57 cộng 46. Giờ mình thực hiện từ trái qua phải, mình thực hiện phép trừ trước. Mình cũng nhớ là hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, hàng chục trừ hàng chục, đúng không? 9 trừ 7 bằng 2, viết số 2. 8 trừ 5 bằng 3, viết số 3. Như kết quả là 32. Giờ cộng 46 mình viết lại. Giờ phép cộng mình cũng lấy hàng đơn vị cộng hàng, cộng hàng đơn vị, hàng chục cộng hàng chục. 2 cộng 6 là 8, viết số 8. 3 cộng 4 là 7, như kết quả là 78. Đúng không? Giờ được kết quả 78 mình sẽ đi lên đây sẽ là 78 nhé. Giờ còn phải phần với tính nháp thì mình sẽ xóa đi. Đúng không? Như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống như khai để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 4. Giờ tiếp theo là câu số 4. Một ô tô có 45 ghế ngồi cho hành khách, trong đó có 31 ghế ngồi. Trong 31 đã có 31 ghế đã có hành khách ngồi. Họ còn trên ô tô còn bao nhiêu ghế trống? Như vậy ở đây người ta nói là có ô tô đó có 45 ghế ngồi cho hành khách, trong đó có 31 ghế đã có hành khách ngồi. Người ta hỏi còn bao nhiêu ghế trống. Như vậy khi người ta hỏi còn hay là còn lại thì mình nhớ là mình thực hiện phép trừ, đúng không? Mình sẽ lấy 45 trừ 31 là được. Giờ thầy sẽ làm câu số 4. Người ta hỏi là trên ô tô còn bao nhiêu ghế trống thì mình trả lời là trên ô tô còn số ghế trống này, đúng không? Mình sẽ bỏ chữ hỏi đi, mình sẽ thay từ bao nhiêu thành từ số là được, đúng không? Mình trả lời nha, trên ô tô còn số ghế trống. Như giờ mình sẽ lấy 45 trừ cho 31, đúng không? Giờ như mình nhớ là hàng đơn vị trừ hàng đơn vị, hàng chục trừ hàng chục, đúng không?
5-1 thì bằng bao nhiêu? 5-1 thì bằng 4 × 4. 4 hàng chục chừng chục, 4-3 được 1. Như kết quả là 14. Ghê. Như vậy kết quả là 14. Ghê chồng. Đúng rồi. Giờ đáp số sẽ là 14. Ghê. Đúng rồi. Như vậy là mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em nào có kết quả giống như Khải để lại bình luận phía dưới video cho hai bạn xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 5. Giờ câu số 5 mình sẽ viết số hít hợp vào chỗ trong. Như vậy ở đây mình sẽ có là 3 bông hoa. Mình sẽ xem bông hoa này ở giữa là số 27. Xung quanh mình sẽ có hai số là 20, 5 và 2. Mình thấy là 20 cộng 5. Mình thấy là 5 cộng 2 bằng bao nhiêu? 5 cộng 2 là 7. 20 cộng 7 sẽ là 27. Có nghĩa là ba số ở bên ngoài cộng lại sẽ ra số ở giữa. Đúng này. Bên đây cũng vậy. 12 cộng cho 10 thì sẽ là 22. 31 cộng 22 thì sẽ bằng 53. Như vậy có nghĩa ba số ở ngoài cộng ra sẽ ra số ở giữa. Như vậy là bông hoa này mình cũng làm tương tự. Có nghĩa là mình sẽ lấy mình sẽ có số này cộng số này cộng số này sẽ bằng 65, đúng không? Như vậy là mình sẽ lấy 65 trừ cho 40 và 20 thì mình sẽ được số này. Giờ thầy sẽ tính nháp cho các em xem nhé. Tính nháp. Còn các em mình sẽ lấy nháp cho mình tính. Giờ như vậy mình sẽ có số ở đây. Ở đây mình chưa biết thì mình để trong học. Cộng cho 40 cộng 20 thì sẽ bằng 65, đúng không? Giờ như vậy là ở đây dấu chấm hỏi mình chưa biết, mình sẽ dùng nguyên. Mình sẽ lấy 40 cộng 20 bằng bao nhiêu? 40 cộng 20 bằng bao nhiêu? Bằng 60, đúng không? Giờ bằng 65 viết lại. Giờ bây giờ một số nào đó mà cộng 60 thì bằng 65 thì chính là số 5, đúng không? Số 5 cộng 60 sẽ bằng 65. Như vậy chỗ này mình sẽ điền là số 5, đúng không? Giờ như vậy mình sẽ có là 40 cộng 20 cộng 5 sẽ bằng 65. Đúng không? Giờ như vậy là mình xong câu số 5 nhé. Còn phần tính nháp thì mình sẽ bỏ đi, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 5. Như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy bài giảng như hiệu quả hết, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.